không? 2-0 xỉ số bây giờ. Dướng lưới. Sống vui Minh Dũng hôm nay thứ bảy. Thứ bảy là chia sẻ video một bên ba người, hai nam một nữ tại giáo xứ Hòa Phước. Hốt. 3-1. Thu Phương phát cầu. Thu Phương, Ngọc Thanh và Nguyên Khang bên phía bên kia. Đây Quang Khải. Quang Khải đập cầu tốt. Đổi vào cầu 2-3. Đây là chị Thanh Sơn, áo đỏ, giao cầu 2-3. Bỏ nhỏ tốt. Còn luôn, hay quá. Ngàn nhau 3 đều. Đây là Quang Khải, áo đen, còn Anh Khoa, áo vàng. Thanh Sơn là giao cầu đó. Rồi. Quá luôn, tranh thủ ghê thiệt. 4-3. Đổi giao cầu, Thu Phương giao cầu. Thu Phương, Ngọc Thanh và Nguyên Khang bên kia. 4-3, đáp. Xong. Cá rô mất lưới, 5-3. 5-3. 5-3. Hay, đáp. Biết lắm, hay quá. Quá cấm. 6-3. Rồi, đập. Hay quá vậy. Còn luôn. Mỗi tay thôi. 7-3. Bảo bay. 7-7. Bên hai nam một nữ. Hay, ý tưởng bọt nhỏ tốt mà ra ngoài đây. 4-7. Chị Sơn phát cầu. Chết tôi. Quang Khải ở đâu cầu theo đó. 8-4. Còn Thành đưa qua. Thành đưa qua đâu. 5-8. Anh Khoa đọc cầu tốt. Anh Khoa giày xanh, quần đen, áo vàng đây. Lỗi cầu, đứt tiếc. 6-8, lên chị Sơn ơi. Chị Sơn phát cầu, 6-8. Trời ơi, xin lỗi đi chứ. 9-6, trả vô cầu nhanh quá. Trời ơi, nhắm người đánh luôn. Không. Ôi trời ơi. Đổi giao cầu. Xong. Biết là xong mà, đập là xong. Lên luôn. 8-10. Bỏ nhỏ hay quá. Hay quá chị Sơn ơi, đỡ bỏ nhỏ hay quá. 9-10. Chị Sơn là U60 rồi, hơn rồi. Trời ơi, tưởng hả? Rất tiếc cầu mắc lưới. 9-1. Chưa, hai cái tách biệt. Chị Sơn U60 phát cầu nè. 2-2. 0-1, trái nữa đều. Hay quá. 2. Ờ, 1 đều, vỗ cái tay. 1 đều. Dãy cái tô, 1 đều. Hay quá. Rồi xong luôn, cầu tình cho không biếu không. Gác ơi, 2-1 rồi. Lên luôn, 3-1, cách biệt 2 điểm. Chị Sơn phát cầu tiếp.
Hai. Nháy người. Đợi phát cầu. Đợi phát cầu 2-3. Thu Phương phát cầu 2-3. Hay lắm. Trời ơi. Chân dài tay dài. Cú phát cầu hay thiệt. 4-2. Hay quá vậy, đỡ gì cũng đỡ được. Trời ơi, mới khen cái 3-4. Trái nữa đều. Chết tôi. Khải bố cầu khó quá. 5-3. 5-3. Chị Sơn phát cầu. Xong. Xong mà. 6-3. Giữ lại, giữ lại. Tuột luôn á. 6-3. Hay quá. 7-3. Lên như diều gặp gió luôn. 4 điểm cách biệt. Thua chung 7 tô bún bò. Nhanh quá. 4-7. Giữ lại. 4-7. Cách biệt 3 điểm. 4-7. Hay quá. Nhanh quá. 8-4. 8-4. Hay quá. Khang bỏ nhỏ tốt quá. 5-8. Trời ơi. 6-8. 6-8. Hay. Trời ơi. Bỏ nhỏ. Bỏ nhỏ gặp nhỏ bỏ. 7-8. Trái nữa đều nè. Rồi. Hay. Hay quá. 8 đều. Dãy cái tô. Dãy cái tô. 8 đều. Ngang tài ngang sức. 2 nam 1 nữ. 18 đều. Thu Phương phát cầu. Ngọc Thanh. Ngọc Thanh. Trời ơi. Lỗi cầu rồi. Anh Khoa lỗi cầu rồi. 9-8. Chuyện gì xảy ra? Bên nào chung? Hay quá. Dứt điểm. 19 đều. Dãy cái tô. Dãy cái tô. 19 đều. Vỗ cái tay. Chết tôi. Chết tôi. Gầu đó mà vô lưới. 20-19. 20-19. Hết. Hết. Quá hay. Sách cầu 21-19. Bị dẫn điểm lại này. Dẫn lên dẫn lại. Hay quá. Cảm ơn quý vị đã xem trận cầu đánh 3 2 nam 1 nữ tại sân Cầu Long giáo xứ Hòa Phước. Có mái che nhưng mà có nhà lồng nhưng mà không có che xung quanh. Đây một sân nữa. Minh Dũng cảm ơn và chúc quý vị nhiều sức khỏe, chuẩn bị trước thêm xuân Giáp Thìn. Nhiều niềm vui. Gia đình thành đạt hạnh phúc. Mến chào.